trong NB. Đêm thi đầu tiên vào tuần trước đã gọi ra ba cái tên sẽ xuất hiện vào đêm chung kết của King of Rap: Rick Joy, ICD, Tommy. Và khi hai cặp đấu cộng lại trong đêm nay hoàn thành phần thi của mình, thì sẽ là lúc chúng ta được biết hai nhân tố cộng lại trong top 5 sẽ là ai. Cái việc loại 5 người để lấy 5 người sẽ rất là khó khăn. Tuy nhiên thì mình nghĩ là mình sẽ có được những đánh giá khách quan nhất và sẽ chọn được 5 người vào trong chung kết. Và 5 người đó sẽ là 5 người xứng đáng. Việc đứng cạnh các nghệ sĩ trên sân khấu thì sẽ đòi hỏi các bạn cố gắng rất là nhiều. Và tôi mong chờ các bạn ấy sẽ chia sẻ sân khấu với các nghệ sĩ lớn như thế nào. Có một cái khó khăn các bạn phải vượt qua, đó là mình sẽ phải chơi với band. Trình diễn ban nhạc nó có những cái yếu tố trực tiếp và ngẫu hứng rất là nhiều. Nếu các bạn vượt qua được cái điều đó, thật sự các bạn xứng đáng để được công nhận. Tôi muốn là các bạn luôn giữ cái lửa trong mình và đốt cháy nó lên sân khấu bằng tất cả niềm đam mê của các bạn. Mỗi người đều có những cái màu sắc riêng. Tuy nhiên thì tiêu chí của mình để chọn ra top 5 vẫn là màn trình diễn của chính các bạn ấy vào buổi tối ngày hôm nay. Chúc các bạn có một buổi tối diễn hết mình và chơi hết sức hip hop mà. Ngay lúc này, tập cuối cùng của vòng IMB chính thức bắt đầu để tìm ra top 5 danh giá có mặt tại chung kết của King of Rap. Yeah. Pháo. Double. Nếu có cơ hội anh được trở về Hà Nội, anh sẽ đến thăm Diệu Huyền. Mong em giữ vững phong độ đến đây mà lấy 100 triệu tiền. Muốn đối đầu với Pháo thì việc đầu tiên là không được ngại. Tên là anh Dũng nhưng mà đúng thật, bản tính thì không ngược lại. Nói ra câu này thì chắc anh sẽ lại khinh thường lắm, bởi vì gọi Dũng là đích đến mà Pháo này thường nhắm. Giờ làm được gì để mà chứng minh? Yeah. Pháo đã và đang là pháo sinh. Khả năng của Pháo thì không cần bàn cãi, ai cũng thấy. Đối đầu với anh, mong em giữ vững thăng bằng, đứng vững đấy. Đứng ở đây thì lại bối rối quá. Kết cục trận này có sao thì cũng để tối nói nhá, bởi vì nói ngay bây giờ thì Dũng cũng chẳng thể bẻ câu. Và nếu như tương lai là một con đường, Dũng đi, Pháo cũng đi. Pháo đi vào chung kết, còn Dũng thì đi đường Dũng đi. Yeah. Peace. Peace. Vào tới vòng này thì thí sinh mà Double phải đối đầu đó là Pháo. Pháo là một trong những thí sinh được đánh giá rất là cao. Pháo là một cô gái cá tính và ở trong âm nhạc của Pháo có một sự cuốn hút khá là đặc biệt. Đối thủ vòng này của mình đấy là anh Double. Là một người mà rất là mạnh về perform, diễn trên sân khấu. Và ngược lại thì đấy là điểm yếu của mình. Nhưng mà điều đấy sẽ không làm cho mình phải sợ đâu. Nào chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của Pháo. Hiện đang sở hữu 94 like, tương đương với 94 triệu đồng. Pháo là một con người khác của Diệu Huyền. Pháo thì sẽ mạnh mẽ hơn, cá tính hơn. Và âm nhạc của Pháo thì sẽ mang một cái tinh thần là chiến đấu hơn của một rapper thế hệ mới. Ngay từ những lúc ban đầu, bố mẹ Pháo thì cũng chỉ muốn Pháo đi theo con đường hát thôi. Nhưng mà cũng rất là may bởi vì là có bà ủng hộ mình rap. Pháo muốn theo con đường rap, được tự do, được thể hiện chính bản thân của mình nhiều hơn qua những ngôn từ. Tính đến thời điểm này thì rap đối với em như thể là một cái nghề. Và em vẫn rất là mong muốn cái nghề rap này sẽ mang lại tiền cho em, để em có thể lo cho gia đình và lo cho bản thân của mình. Lần đầu tiên kiếm tiền từ rap của em đấy là 200.000. Sau cột mốc 2 phút hơn thì em mang được cho mình về hơn 100 triệu để gửi về cho gia đình. Mục tiêu của em thì không còn là 100 triệu nữa, mà thay vào đó là em sẽ chinh phục ngôi vị quán quân để lấy được 1 tỷ. Ngay lúc này thì cảm giác của em bây giờ khá là tự tin, bởi vì đối thủ mà em cảm thấy là sợ nhất thì cũng đã tự chính tay em lại rồi. Nên là em tin rằng cái quãng đường của em đến chinh phục ngôi vị quán quân nó sẽ không còn xa nữa. Và đây chính là cột mốc để Pháo thật sự bùng nổ. Phần thi lần này thì có một điểm đặc biệt, đấy là mình sẽ kết hợp giữa R&B
Và lần này thì mình có kết hợp giữa rap và hát, và mình hy vọng rằng sự kết hợp lần này có thể khắc phục được những cái điều mà từ những vòng trước mà mình chưa có thể làm được. Mình may mắn được hợp tác cùng với cả chị Vũ Cát Tường, và mình rất là yêu thích bài Leader và cả bài Stardom, nên là mình sẽ kết hợp cả hai bài đấy lại với nhau. Sự kết hợp lần này là một điều mà Tường cũng mong chờ, bởi vì là nó cũng chưa bao giờ xảy ra trong những cái màn biểu diễn của Tường, đó là hai cái bài hát nói về cái tôi rất là lớn của Vũ Cát Tường, đó là Leader và Stardom, sẽ được mashup trong một cái bài hát. Và thêm vào đó là một cái đòi hỏi dành cho bạn Pháo, đó là bạn phải viết được cái tôi của bạn dựa trên cái nền của Stardom và Leader, và để không phải là để đấu với mình mà là để bật lên cái của bạn. Tường rất là mong chờ xem là khi mà cái tôi của mình đặt kế cái tôi của bạn ấy thì bạn ấy sẽ tỏa sáng như thế nào. Em tự tin bao nhiêu phần trăm? Có 70% rồi. Nhưng mà hôm nay em là leader mà. Em phải đứng trên con báo và em phải thể hiện mình làm chủ tình thế. Ngày hôm nay á, sân khấu là của em thì em phải có tự tin hơn. Vâng. Ok, chúc em may mắn. Chúc em may mắn, và mọi người hãy chờ xem phần trình diễn của Tường và Pháo trên King of Rap nha. Yes. Hãy cùng đến với phần trình diễn của Pháo. Đại cùng mấy xem nơi trên ca sĩ Vũ Cát Tường. Và đây là Pháo đến từ GVA. Và đây là Vũ Cát Tường, leader của chính bản thân mình. Yeah. Anh muốn đưa em đi thật xa, thật xa. Đi qua rừng xanh hay thành phố là chúng mình chẳng. Yeah, yeah, quay sân lâu đã có ai muốn nhìn. Yeah. Anh muốn hôn em yêu thật lâu, thật lâu. Gần đây chợ đông mới là bé tàu. Trong quần sâu, it's all about us. Yeah, ta là kẻ dẫn đầu, người ta thường nói hiện ngang dũng mãnh không thể lường tới. Niềm tin tuyệt đó là không thể nghi ngờ. Hey. Mọi người nói ngay từ nhỏ đã có chất riêng, đi lên bằng âm nhạc không lỡ mất duyên. Nếu như mà sợ cọp thì tránh, mà hàng tuổi trẻ nhút nhát thì chẳng có ánh hào quang nào. Đứng lên và theo ta nào, leo nhanh hay leo xa, muốn là người dẫn đầu thì trái tim buộc phải nóng và cái đầu buộc phải lạnh như là Elsa. Nhanh nghe theo lời chỉ dẫn, đừng để tối để đi, đời không phải freestyle nên chờ dối và khi đáng sợ tôi không biết bản thân muốn gì. Tệ nhất là để hoài nghi điều khiển, để chỉ có nhiều điều phải nhớ và nhiều điều dần phải sợ. Chỉ một lần để sống và chỉ một lần để nợ. Ta giống như chú quạ suốt ngày chỉ ngậm xoài đá, từ giọt nước rất nhỏ rồi cũng sẽ hóa thành sông. Nhìn người nhìn vào cuộc đời anh, suy xem nhiều điều về đời anh, sẽ tự sẽ thành hình tượng anh xót xa, hết sức là chân thành. Oh no no, I'm just little boy, chỉ là một người bình thường thôi, chỉ cần tìm được một tình yêu giữ cho, giữ cho. Okay, so today, this is here we tell you all about the truth. Hey, hey, look, you already know, authentic head to toe, I'm so good at this flow. I was born a little, not a kind of a low, so don't be like a shell of the thing nobody knows. Chưa bình dâng, thấp là từ chuông và thức. Ngày hôm nay ta có thể vùng ra những mục tiêu, để thích để mất phán để thường nhắm. Khó khăn để với ta thì đó chỉ có nhường này. Người muốn là quyển sách và để ta là người xem, không ai muốn quản lý được âm nhạc thật lười nha. Niềm tin là tờ giấy bị họ gấp cho 10 nếp, mới thế là tuyệt vọng thì để cho ta người phát. Sao anh nỡ như vậy thì là thôi ngừng tha chắc khoai là do bản thân anh sai, hay là do em dại mà đèn đường tin vô anh. Sao cho em nhận lại là hàng ngàn ngôi sao và xỉa sói, phải là sát thương và cứ dại như đỉa đói. Họ vẫn không tha cho ta một ngày nào, với tại sao ta vui đôi chào và tỉnh giấc ngay trong căn phòng này. Có thể xa lẫn linh hồn còn đây, người ta nói âm nhạc cả cái mọi người gần lại, nhưng khi chạm đến thành quả họ thường thức ngần ngại. Ta làm gì danh mà không có tác đâu, ta làm gì bạc mà không có chất cho ta làm gì. Hoài nghĩ là do bạn không thể nào được cả chân con đường ta đang đi. Nhớ lúc thế giới này quay lưng anh em tiêu thứ đắng cay, em vẫn ở nơi này lúc tiền anh còn cả bản thân anh. Người thì gật gù, người thì cười thật là hễ, người thì chỉ trang anh nhìn đời anh thầm thế. Tin tôi bảo vệ anh sẽ chưa ngưng ngập và buồn lời khen chê. Leader,
nhìn lại trên sân khấu của chúng ta, Pháo và Vũ Cát Tường. Em xin gửi lời cảm ơn Vũ Cát Tường và các anh chị Vũ Đoàn và cả các anh bên nhạc một nước, bao gồm cả bốn vị mentor và cả anh Hồi Anh đã trợ giúp em trong phần thi lần này ạ. Trong cái bài Leader của mình thì Vũ Cát Tường đã vừa rap vừa hát. Lần này thì có cảm thấy là nó có một cái gì đó cũng là sự thử thách với bản thân mình khi mình làm mới tác phẩm nhạc của mình. Lời đầu tiên cho Tường gửi lời chào đến các vị huấn luyện viên, các khán giả. Xin chào. Đối với Tường thì Tường thấy là tùy cái sân khấu. Khi mà trong cái live concert của mình thì mình là nhân vật chính. Nhưng ngày hôm nay cái tinh thần của mình là trợ giúp cho em bé này. Và em ấy cũng đã đứng trên cái thế giới của mình và đang là một, từng nghe mọi người nói là cơ trưởng pháo. Thì mình là người tiếp sức cho bạn ấy thôi, thì tôi nghĩ là mình nên nép mình lên một tí và để cho bạn ấy tỏa sáng hết mức có thể. Vâng, quý vị có thấy là Tường bớt tỏa sáng đi một chút nào không ạ? Hoàn toàn không đúng không ạ? Hôm nay phần trình diễn của em rất là nóng cả một khán đài, thì Tường hy vọng là kể cả mentor cũng như tất cả những người đang xem chương trình sẽ ủng hộ cho em. Vâng. Chúc em may mắn. Em cảm ơn ạ. Một lần nữa cảm ơn Vũ Cát Tường và chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần trình diễn của đối thủ của Pháo, đó chính là Đắc Lâu. Pháo muốn cái phần trình diễn của mình trở nên vui vẻ, có thể khuấy động được ban giám khảo, khán giả và cả các vị khách mời. Không thể ngờ đến cái trường hợp là ngày hôm nay mình sẽ đi một đôi guốc nó hơi cao. Và lúc mà đứng ở trên con báo đấy thì mình cảm thấy như là khá là lo sợ. Mình sợ rằng khi mà có bất kỳ trục trặc gì xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến phần thi của mình. Và phần thi của mình thật sự mình rất đặt nhiều tâm huyết vào nó. Cái quá trình thời điểm mà mình không thể đi làm được gì cả. Cái thời điểm đó mình chỉ ở một chỗ, mình chờ đợi. Mình không biết mình đang chờ đợi với cái gì nữa, nhưng mà mình cứ chờ đợi. Mở mắt ra là không có màu gì khác, chỉ là màu xám xịt, màu đen thôi. Mình ganh tị với cái cây luôn. Cây nó đang lớn lên, nó ra lá, ra bông, mình chẳng ra gì. Cho đến khi mà cái cây đó bị héo. Lý do vì sao? Vì cái chậu nó nhỏ quá. Mình thay chậu cho nó, thay một cái chậu bự hơn. Khúc này cây nó dạy cho mình, mình cần phải thay đổi môi trường. Và ngay thời điểm đó mình biết rằng là mình cần phải out ở đó. Và khi ngay khi mình out ra được, Dablo ra đời. Giống như kiểu là mình vừa được thay một cái chậu mới, mình được gắn vào đúng xe, đèn cầy được thắp lửa, cứ thế mình chạy thôi, cứ thế mình làm tốt những gì mình đang làm. Và mình cảm thấy wow, trước đó là mình khóc vì mình hết tiền, mình khóc sau này là mình vì nhận được cục tiền trả hết nợ tham gia King of Rap. Chưa kể tới giải thưởng nhá, cái mà mình lời nhiều nhất đó là anh em. Mình lời được rất nhiều, và những người bạn này họ có những cái đặc biệt, họ những có cái sự riêng biệt, họ có những cái điểm mạnh. Mình học hỏi được rất nhiều. King of Rap là cái chương trình đem Dablo tới với khán giả, để cho khán giả thấy được rằng là Dablo là ai. Và ít nhiều thì Dablo cũng có một chút dấu ấn gì trong lòng khán giả. Và đó là một trong những cái cơ hội để cho mình sau chương trình mình bắt tay vào làm những sản phẩm của mình. Hiện tại mình đang theo đuổi rap. Mẹ là một nguồn động lực rất lớn. Mẹ là một trong những người cố vấn lyric tuyệt vời của mình. Mẹ mình là một nhà thơ, không phải là một nhà thơ chuyên nghiệp nhé, chỉ là một người thích viết thơ. Và mình cũng muốn nói với mọi người rằng là trong phần thi của mình cũng có một số đoạn mẹ mình sửa cho mình. Rất là cảm ơn mẹ, một người mà mình không thể cho phép bản thân mình dừng lại, bởi vì như thế sẽ làm mẹ buồn. Mẹ cũng có nói nếu như mà thất bại thì con cứ về đây, vẫn còn mẹ ở đây. Nhưng mà mình không thể trở về thất bại như thế được. Dù mẹ có nói như thế thì mẹ vẫn đang mong mình thành công, cho nên là mình phải thành công. Ở vòng thi đấu lần này, Dablo được may mắn được kết hợp với ca nhạc sĩ Andy Nam Trương. Và tất nhiên khi mà nghĩ tới Nam Trương thì tất nhiên phải nghĩ tới bài Một Phút. Vậy là hai anh em cũng đồng ý. Nhưng mà sẽ không có nhẹ nhàng như bản của Nam Trương nữa, mà lần này sẽ làm hơi rock một xíu. Trong quá trình làm việc thì mình muốn có một chút gì đó nó thay đổi về phía sau. Cho nên mình cũng nói với Nam rằng là sẽ sử dụng thêm một bài nữa của Nam, đó là bài Là Anh Đó. Thì Nam cũng đã đồng ý và hai anh em đã cùng nhau xào hai bài lên thành một bài. Dablo là một bạn rapper rất là biết cố gắng và tìm tòi những cái mới cho mình, và cũng có thể biết được điểm yếu của mình và điểm tốt của mình để mà khai thác nó trên sân khấu nữa. Andy cũng có chia sẻ với Dablo là hãy mang những cái gì đó mới và hãy sáng tạo thêm những cái gì đó mới mà khán giả vẫn chưa nghe của cả hai anh em luôn. Và hai anh em cũng cố gắng để có thể tạo nên một cái sân khấu nó thật là chỉnh chu, và cả hai anh em cũng sẽ phải tự hào về nó. Không chút cười nắng sau mùa đêm thêm. Năm sau mưa
Nam Trương là người bạn, một người homie. Ngày xưa cũng đã làm việc với nhau rồi. Mình với cả Nam Trương khá là ổn định được khoảng tầm 90% thôi. Chỉ mong là 10% còn lại là thuộc về sức khỏe. Ông ở đây tôi tự tin hơn nhiều. Không sao, tôi sẽ cố gắng hết mình để chúng ta có thể tạo ra một màn trình diễn thật là bùng nổ. Tôi cũng phải cố gắng. Yes. Biết đâu bài hát này nó hay sao đúng không? Cố lên, cố lên, cố lên. Tôi sẽ không nghĩ đây là cuộc thi nữa. Tôi sẽ nghĩ đây là một màn trình diễn của anh em mình. Mong là mọi người sẽ ủng hộ cho Deplo cũng như là màn trình diễn của tụi tôi nha mọi người. Ngay sau đây sẽ là phần đáp trả của Deplo với ca khúc Là Anh Đó và Một Phút. Nào chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của Andy Nam Trương. Trước mặt em một phút đã dài lời chưa nói, một phút mạnh mẽ từ anh ta vẫn sẽ chung lối đi. Anh chẳng thể nào quay lại để bây giờ chẳng nói giá như em hiểu sai, giá như em một lần nhìn được. Đầu buồn lúc gọi ký ức, anh giống nhà khảo cổ học, làm những công chuyện phí sức, miệng cười hòa đá tạo vỏ bọc. Giấc ngủ về đêm ngày càng chập chờn, anh rơi vào cả tan đống đỏ. Tâm trí hiện giờ rối bời mập mờ với cơ thể anh đang ốm rõ. Thói quen dẫn lối anh theo trời mây, hàng cây đang dìu dắt. Con đường phố cũ anh thường cố giữ ánh mắt buồn chứa chặn hiu hắt. Em có còn nhớ anh không? Anh lại chẳng dám đến hỏi thăm. Ngọn áp út em mang nhẫn cưới chúc em hạnh phúc với người trăm năm. Ai đi cạnh bên? Ai đi cạnh bên? Giờ em đã quên phải mờ. Bữa đi ngày sau có nhiều lần đau trong chuyện này đâu? Ai ngờ và lời anh đó không thể cầu. Là thật đâu cho anh bước theo sau. Lần này anh biết cũng dài lâu. Cảnh hồng tan phải út tan héo màu. Anh không còn mong gì nhiều, chỉ cần em vui ngày qua. Không mang được theo nhiều điều, chỉ cần em xuôi bàn tay. Góc phố thân quen anh còn lang thang. Khác giây phút này không có em. Đồng hồ em tặng anh còn đang mang. Giờ tiếc thời gian không có cho em. Sài Gòn hôm nay trời nhẹ không mưa, không chút gợi nắng sao buồn đến thế. Tập gió thôi bay tỏa nhẹ hương xưa. Ly cà phê đang sống cùng bên lề, baby. Ai em mang cái cảm thật buồn đi. Ai tôi chẳng cố gắng cuộc tình này. Oh 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 oh. Là anh đó ai em mang cái kia là thật buồn vì ai tôi chẳng cố gắng vì cuộc tình này. Oh 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 oh. Là anh đó. Anh vẫn còn nhớ chưa dây lễ cưới cô dâu xinh lung linh. Anh đã tự sắm cho mình bộ suit nhưng ngồi sau bình tĩnh. Thế gian này làm gì có ai bằng nàng. Anh yêu người tuyệt vời nhất cùng những giây một gia đình đàng hoàng nào. Dặn lòng không để tuột mất. Nhưng mà sự việc xảy ra xung quanh đã qua nhanh. Dòng người bu đông ngay ngã từ hàng xanh. Tại sao lại phải là anh? Số phận tại sao lại trêu đùa anh? Cho anh hạnh phúc và như trọn vẹn đẹp bên cạnh anh nghĩ để rồi đột ngột đến bắt anh đi. Là lời thề ước bên nhau cả đời em ơi. Anh không thể nào trả lời mặc dù anh biết đời anh có mắc nợ. Nợ em ân tình, nợ cả âu lo. Nợ em đêm dài chăn trở, nợ em hạnh phúc ngày dài sau có. Anh sẽ là tia nắng ấm áp gọi em thức giấc sớm ban mai. Sẽ là những sợi mưa cắt dọc đôi phải lo em mang nơi hiện tại. Anh sẽ là hàng cây lớn tàn lá nhẹ ôm lấy đôi vai em đêm. Anh sẽ là gì cũng được em ơi, hãy để anh được ở bên em, bảo vệ em.
Trên sân khấu ngay lúc này là hai Mỹ Nam, King of Rap. Đáp lời và sự hỗ trợ của Andy's Nam Trương. Trước tiên cho em xin gửi lời chào đến bốn vị mentor cũng như là mọi người có mặt ở đây ạ. Thì em cũng bật mí nhỏ nhỏ là em rất là vui và cũng là một cái duyên khi mà được tham dự chương trình ngày hôm nay, và nhất là hỗ trợ cho một người bạn của em nữa là Duplo. Lên sân khấu thì cứ cháy hết mình thôi, cứ xem như đây là vòng chung kết vậy đó, không có gì để mất hết. Sao mà quen nhau từ trước mà không thấy có làm cho nhau bài nào sao nhở? Tại vì tụi em muốn để dành sau này làm hợp lý, kiểu giống như là có cho mình thật là nhiều kỹ năng nữa. Sau khi anh em làm nhạc với nhau thì wow, hay đó. Một lần nữa xin được cảm ơn Andy's Nam Trương đến với King of Rap. Giờ là lúc còn lại Duplo trên sân khấu. Tất nhiên rồi, chúng ta cùng với Duplo phải chào đón sự quay trở lại của đối thủ của bạn ấy, Pháo ạ. Xin mời. Trước khi hỏi các vị mentor ngày hôm nay thì có lẽ cho phép Phí Linh xin được hỏi ban cố vấn trước. Hai nhận xét như thế nào về phần trình diễn của hai thí sinh của King of Rap ngày hôm nay? Nhận xét đầu tiên là phải nói về cái phần ngoại hình, hai em quá đẹp luôn. Hai thí sinh đều diễn rất tốt và rất thích cái phần trình diễn của hai em. Cảm ơn. Nếu mà nói về nhạc, anh thấy hai cái bài nhạc này nó có cái sự tương phản hơi lạ nha. Tại vì Pháo á, là một cái bài nhạc, cái phần trình diễn rồi cái nhạc quá sung làm không để ý, nhưng mà lời của Pháo lại có chiều sâu. Nhưng mà Duplo á, cái màu nhạc đó là dùng để kể chuyện, nhưng mà anh thấy câu chuyện em lại không sâu bằng cái lời của Pháo. Đúng là chuyên rap diss, người ta cũng diss thẳng luôn trong cái phần bình luận của mình. Duplo đừng có buồn nha, bởi vì là mình còn nghe nhiều phần nhận xét lắm. Hưng Cao, bạn thấy sao? Bản thân mình cũng có diễn một vài sân khấu, nhưng mà diễn với live band thì có lẽ mình mới được một lần từ trước đến nay. Và nếu mà bản thân mình đứng ở sân khấu ở vị trí hai bạn, bây giờ mình chưa chắc đã có thể làm tốt hơn được. Mình đang rất là run khi thấy là lớp trẻ bây giờ khủng khiếp quá. Thực ra thì đấy là cái thử thách thực sự dành cho các bạn ý, và cũng là cái đôi cánh để mang đến những phần trình diễn nó thăng hoa hơn rất là nhiều. Rất là khó để so sánh hai bài, một bài rất là sung và một bài rất là trầm lắng và có chiều sâu. Mình sẽ thấy cả hai bài này đều là hai bài rất hay khi đặt nó ở trên cái thể loại riêng của nó. Nhưng khi mà được đặt lên bàn cân với một cái sân khấu lớn với rất nhiều khán giả, thì có lẽ là màn trình diễn của Pháo nó mang lại cho Pháo một cái lợi thế hơn nhất định. Duplo rất là tròn vai, mình thấy rất là hợp với một cái màu nhạc như thế này. Có thể là hơi an toàn quá chăng? Mình thấy hơi an toàn quá. Về lyrics thì mình thấy cả hai đều rất là tốt, nhưng mà mình thích ở Pháo hơn ở chỗ là em có những câu highlight rất là thú vị. Đời không phải freestyle, nó lại hơi ngược một chút với một câu rất là nổi tiếng của một huyền thoại rap Việt là DSK. Cuộc đời là freestyle thì Pháo đi ngược lại một chút. Em hơi to gan đấy, nhưng mà well, anh thích điều đấy. Tuổi trẻ thì thường là làm những cái điều điên rồ muốn khẳng định bản thân mình. Có lẽ là bởi vì những cái vấp váp chưa trải qua. Nhưng mà chính cái sự ngông nghênh đấy mang đến những cái màu sắc nhạc rất là thú vị cho các thí sinh của King of Rap. Đa số các bạn ấy còn rất là trẻ như thế. Có đúng không ạ, Big Daddy? Xem hai bạn biểu diễn ấy thì Big chợt nhớ lại khoảng độ 5-6 năm về trước. Cũng là mấy anh em trong ban nhạc Màu Nước. Thì hồi đấy bọn mình có làm một cái show gọi là We Play Live. Khi mà lên sân khấu thì ngày đấy còn rất là non kinh nghiệm, lần đầu tiên được trải nghiệm với cả live band, cho nên là quét loạn hết cả lên. Nhưng mà rất là vui, tại vì là đấy là một cái trải nghiệm mà rất là hay và đáng quý ở trong cái nghề của mình. Đi cùng với Pháo ở cái chặng đường King of Rap thì mình thấy là ở những cái vòng trước em còn rất là nhiều những cái sự thiếu tự tin khi mà em biểu diễn. Nhưng mà ngày hôm nay em bước lên một cái bục rất là lớn, rất là lo cho em, nhưng mà em đã làm rất là tốt. Em đúng với cả cái tên gọi của em là một cơ trưởng. Em tương tác với nghệ sĩ khách mời, em tương tác với dancer, em tạo ra một cái tiết mục mà rất là hay. Anh rất là thích tiết mục của em ngày hôm nay. Cái cân nói âm nhạc và các mọi người gần lại, những cái trạng để thành quả họ từng thức ngần ngại ta làm gì. Danh mà không có tác đâu ta làm gì, bạc mà không có chất cho ta làm gì. Hoài nghĩ là do bạn không thể nào được cả chân con đường ta đang đi. Nhớ lúc thế giới này quay lưng anh em tin thứ đắng cay. Pháo rất là cố gắng. Còn về Duplo,
Em luôn cho thấy được rằng mình là một thí sinh mà cái thái độ ở trong cuộc thi này của em là rất tốt. Từng vòng em luôn cố gắng, em luôn lắng nghe. Và ngày hôm nay tiết mục của em đã kiểm soát rất là tốt. Mặc dù nó cũng như MCU nói là khá là an toàn, tuy nhiên anh vẫn thấy được là cái sự cố gắng của em khi mà em đã kiểm soát rất là tốt và em trình diễn ngày hôm nay rất là tốt. Sau mỗi tuần, mỗi vòng đấu, mình nhìn thấy trong Dablo dường như có một cái ngọn lửa rồi đấy, thổi cái năng lượng và đem cái hương vị rất là tươi cho tất cả mọi người khán giả nghe ở King of Rap. Anh thấy em lúc nào cũng có một cái tinh thần là hip hop là phải chơi hết mình và âm nhạc sinh ra để vui vẻ, và em đã làm được cái tinh thần đấy rất là tốt. Pháo dần dần đã khắc phục được những cái điểm yếu của mình. Em vẫn biết cách vắt cái giọng của mình để sao hòa với beat. Và trong cái tác phẩm này thì nhiều câu của em đem đến những cái hình ảnh rất là nhiều. Em chơi chữ, chơi vần rất là hay. Từ giờ em là một nữ rapper ở Việt Nam, anh sẽ theo dõi. Dạ em cảm ơn ạ. Trước mặt mình đây bây giờ không có còn là những đối thủ hay là gì nữa. Đây là những người nghệ sĩ thực thụ mà mình cũng không hề muốn rớt lại một ai hết á. Cái lúc mà Pháo leo lên trên cái con báo đó thì mình đã lo là phải thăng bằng và vừa rap thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần thi. Nhưng mà thực sự là Pháo đã vượt qua được, nó rất là hay. Cái phần trình diễn của em nó rất là nhiều màu sắc. Nhưng mà song song đó vẫn còn một số những cái lỗi nhỏ, như là một số đoạn anh không có nghe được cái vocal của em. Nhưng mà cái điều đó cũng không có sao hết, anh sẵn sàng bỏ qua cái yếu tố đó. Tại vì đối thủ của em cũng mắc cái lỗi tương tự như vậy. Deplo, cái phần mà lúc mà em đi cái flow nhanh á, thì thật sự là anh không có nghe được. Đây cũng là một trong số những cái lần đầu mà những thí sinh của mình diễn với band. Các bạn cũng phải còn lay hoay với lại in-ear nữa. Cái điều đó không có sao hết. Anh muốn hỏi Pháo là từ lúc bước ra tới giờ thì tâm trạng em đang như thế nào giờ? Anh để ý thấy em đang có thể là hồi hộp hay là... Dạ thì em cũng hơi có phần lo lắng và cũng hơi có phần hồi hộp một chút ạ. Và cũng do một phần là cũng hơi xúc động về phần thi của anh Dablo nữa ạ. Dòng người bu đông ngay ngã từ hàng xanh, tại sao lại phải là anh? Số phận tại sao lại trêu đùa anh? Cho anh hạnh phúc và như trọn vẹn đẹp bên cạnh anh nghĩ để rồi đột ngột để bắt anh đi. Hãy ngưng một chút với cái giọt nước mắt này trên gương mặt cô gái xinh đẹp của chúng ta. Có lẽ đây là một trong những cái lần cuối cùng còn lại chúng ta không còn nhiều cơ hội để được gặp nhau ở trên sân khấu này, để được cùng chơi nhạc với nhau. Cho em được bày tỏ một chút với hai bạn, tại vì hai bạn đã đem lại một màn khá là mãn nhãn với mọi người. Xin mời chúng bạn. Nếu như chương trình có cái điều luật này thì mình muốn cả hai cũng đều chiến thắng. Tại vì ai cũng đều xứng đáng trong cái phần trình diễn vừa nãy hết. Ai cũng đều đã rất là cố gắng qua các vòng. Mong mọi người tiếp tục giữ phong độ và may mắn. Vào đây. Cảm ơn đạt bạn ạ. Bởi vì những gì mà chúng ta cố gắng có lẽ còn vượt ra ngoài cái phạm vi của thắng thua của một cuộc thi. Bây giờ người còn lại chưa đưa ra những lời nhận xét, trong khi mọi người đã nói rất nhiều, quan sát từ nãy đến giờ, im lặng nhìn mọi thứ qua cặp kính đen. LK, anh xin cảm ơn hai em. Hai em đã cho anh được chứng kiến hai cái màn trình diễn mà anh cảm thấy mỗi cái màn trình diễn đó cho anh một cảm xúc khác nhau. Từ Pháo, Pháo cho anh cái cảm giác rất là hứng khởi và cuốn hút khi em biểu diễn. Còn về Dablo, em đã kể cho anh một cái câu chuyện bản thân anh. Nghe từ đầu bài đến cuối bài anh cảm thấy rất là cuốn hút. Đôi lúc anh bị đánh lừa cảm giác của mình khi anh nghĩ là câu chuyện đó đầu tiên là một câu chuyện rất là đẹp và lãng mạn. Nhưng mà cho đến lúc cuối cùng anh mới nhận ra là đó không phải là cái thứ cảm xúc duy nhất trong cái phần thể hiện của em. Em đã thể hiện tất cả cung bậc cảm xúc từ thăng hoa cho đến những cái nốt trầm ở cuối đoạn outro anh rất là thích. Cảm ơn em rất là nhiều. Có lẽ là một người cũng kinh nghiệm tình trường dày dạn nên là cảm nhận cái bài nhạc, bài rap love của mình sâu deep hơn đúng không?
bây giờ ở trên sân khấu này thì mình đã sẵn sàng lắng nghe cái phần điểm cho từ phía các mentor và quý vị khán giả. Từ kết quả bình chọn của quý vị khán giả thông qua kênh bình chọn là voting.kickerap.vn và tổng hợp cùng với điểm trung bình được chia 4 từ phía các mentor thì Linh có kết quả sau đây. Tổng điểm Dablo. Giành được 9,73 điểm. Pháo có 10,27 điểm và là người được đi tiếp ở vòng đấu này. Chương trình đã tạo cho em rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều cung bậc, cũng như là cho em trưởng thành hơn, cho em mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và nhờ những cái điều đó đã khiến cho em có thêm nhiều sức mạnh hơn để em có thể ra ngoài kia và đương đầu với tất cả những thử thách khác. Em cảm ơn King of Rap rất nhiều ạ. Em cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Cũng rất là cảm ơn anh Dablo, bởi vì anh Dablo cũng có chỉ em thêm rằng làm cách nào để diễn ở trên sân khấu, làm thế nào để không bị loãng cái sân khấu này. Rất là mong rằng sau King of Rap thì anh em còn có dịp gặp mặt và hợp tác nhau thêm một vài sản phẩm khác. Về Hà Nội anh sẽ thăm Diệu Huyền. Đây, cầm lấy 100 triệu tiền. Đối với Pháo thì việc đầu tiên là không được ngại. Ok. Nên là anh Dũng, nhưng mà đúng thật là bản tính thì không ngược lại. Wow, 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 wow. 100 triệu đồng từ tài khoản của Dablo đã chuyển sang cho Pháo. Và chúc cho Pháo sẽ vững bước ở vòng thi tiếp theo với top 5 của King of Rap. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn anh Dũng ạ. Bé này buồn cười nhở. Thôi không khóc nữa. Thôi. Mày cầm 100 triệu của anh rồi mày khóc gì? Khóc nhưng cái gì? Em giữ cho chắc cái 100 triệu em đó. Em cảm động anh mà. Thế à? Ừ anh cảm ơn. Bài của anh rất là cảm động. Cảm ơn nha. Rồi chỉ còn mỗi một đêm nữa thôi. Một đêm nữa thôi. Thế em sẽ chờ anh ở vòng hồi sinh. Ừ. Anh sẽ là zombie. Được đấu chung với anh Hiếu thứ hai, theo em đó là một niềm vinh dự. Đó chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Và đó cũng chính là điều mà em định thử. Bây giờ em xưng anh em với anh, cũng đang dùng là kính ngữ. Chứ ai đời Luna thứ nhất lại phải đi dạ Hiếu thứ hai. Ok, let's go. Không hiểu tại sao ban tổ chức lại xếp tôi đấu với cô ta. Bởi vì nếu cánh cửa ra về á, mà biết chào á, thì nó cũng sẽ nói với em là alo ha. Chắc là chương trình rất là muốn một cái trận đấu giải trí nên mới xếp hai đứa mình vô nha. Bởi vì một bên là ứng cử viên cho chức vô địch King of Rap, một bên là Luna. Bây giờ có ai hỏi em đấu với anh Hiếu thứ hai sợ không? Nó không là quá sai. Anh Hiếu lúc nào cũng cứ khua qua khua lại, cứ làm em chóng mặt. Tại vì xuất vào top 5 cũng chỉ có một người được đóng chặt. Em không biết em diễn thế nào, nhưng mà em sure một điều, người đang nghe em nói những điều này sẽ phải là người chóng mặt. Ê vô, anh đánh giá em rất là cao đó. Nhưng mà là ở phương diện sắc đẹp. Bởi vì anh cũng có những thứ đó, nhưng mà anh còn có ý chí sắt đá và câu từ anh sắc lẹm. Em là một con mồi ngon đó. Ai trong top 10 thì cũng đã thích thôi. Nhưng mà em sẽ vẫn được gọi là Á hậu, bởi vì em chỉ thua người vô địch thôi. Người ta nói gì thì nói, Kiều Loan cứ nên làm Á hậu. Em tham gia King of Rap với tên là Luna chứ có phải là Kiều Loan đâu. So being in top 10 in my most proud moment, because at that time I will show your end. Ok, tới đây rồi thì mọi người có thể thấy là em cũng đã vào được khá sâu rồi, nên là đấu với anh thì cũng đừng có nghĩ là chương trình mình hẹp hòi. Bởi vì cái chuyện mà em bị loại trận đấu này á, cũng giống như khuôn mặt của em vậy, đó là đẹp rồi. Bước vào vòng đấu lần này thì đối thủ của mình là Luna. Xin lỗi Luna là mình không đánh giá cao Luna lắm. Mà bù lại thì Luna được một cái là trình diễn trên sân khấu thì rất là sáng. Cái đó cũng là thế mạnh của mình mà, nên là mình cũng không có sợ. Anh Hiếu thứ hai là một đối thủ không chỉ vừa có thế mạnh về rap và vừa có thế mạnh về performance. Và đây cũng không phải là một cái thử thách dễ với anh đâu.
Người sở hữu trong tay 102 like tương đương với 102 triệu đồng. Đó chính là Hiếu Thứ Hai. Rap đối với mình là một công việc, một niềm đam mê và cả là một cái sự nghiệp luôn. Mình đã nghe rap được 5 năm rồi, nhưng mà cái hành trình mà mình bắt đầu viết á thì chỉ mới khoảng tầm 2 năm thôi. Cái điều mà làm mình hạnh phúc nhất là mình được nhiều người biết tới và những cái bài nhạc của mình nó được nhiều người nghe và nhiều người cảm nhận được nó. Còn cái điều mà mình cảm thấy ân hận nhất có lẽ là mình không có viết sớm hơn. Bởi vì nếu mà mình viết sớm hơn thì bây giờ mình đã có nhiều hơn rồi bây giờ. Yeah. King of Rap nó là một cái nền tảng quá tốt và một cái bệ phóng cho tất cả các thí sinh và ngay cả mình nữa. Mình có thể có cái cơ hội để mình lên sân khấu và mình thể hiện ra đây là con người của tôi và đây là âm nhạc của tôi. Trải qua rất là nhiều vòng rồi, bây giờ là chỉ còn top 10 thôi thì mình cảm thấy là cái áp lực cũng càng ngày càng lớn hơn. Và cái sản phẩm của mình ngày càng phải hoàn thiện hơn và phải tốt hơn nữa. Ai mà tới với cuộc thi thì chả mong là mình chiến thắng. Và mình cũng mong là mình chiến thắng, nhưng mà mình mong mình chiến thắng trong lòng của người hâm mộ nhiều hơn. Yeah. Và mình nghĩ là tới bây giờ mình cũng đã đâu đó đạt được một phần cái mục đích của mình rồi. Sau khi biết được là mình sẽ được hợp tác với chị Lily thì mình rất là vui. Bởi vì mình đã nghe nhạc chị Lily rất là nhiều rồi, cũng rất là thích cái nhạc của chị. Nhưng mà mình nghĩ là tới một cái vòng này thì mình muốn tạo một cái gì đó mới hơn, hơn là làm lại một cái bài cũ. Nên là mình đã cùng với chị Lily viết một cái bài hoàn toàn mới. Lúc mà vừa viết thì mình đã nghĩ là ok, mình sẽ viết một cái thứ gì đó lãng mạn ở trên sân khấu. Và đó là cái thử thách của mình, tại vì cái delivery của mình á thì trước giờ ít khi nào mà mình rap nhạc kiểu lãng mạn giống vậy. Thực thì lúc mà mình gặp được chị Lily và mình tập luyện với chị thì mình lại đặt cái kỳ vọng cao hơn. Mình muốn thử là ok, cái giọng của mình như vậy mình có thể đem lại một cái không gian nó chill chill tới khán giả hay không. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lily. Và Ly và Hiếu đang đứng ở phía sau cánh gà đang đợi tới phần thi của Hiếu. Và cái bài hát này thì Ly và Hiếu viết trong một cái thời gian khá là gấp rút thôi. Bài hát cũng rất rất là hay nha mấy bạn. Chị Ly viết rất là hay. Hy vọng là Ly sẽ góp một phần nào đó cho Hiếu trong cái phần thi lúc này. Và thực sự là Ly rất là áp lực luôn. Tại vì đây là cái phần thi của Hiếu mà Ly làm không tốt thì nó rất là ảnh hưởng tới Hiếu luôn. Nhưng mà không sao, tại vì chắc chắn là chị em mình sẽ làm rất là tốt. Ok, chị cũng nghĩ như vậy. Không thua được đâu, chắc chắn. Ha. Let's go. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng make some noise cho Hiếu Thứ Hai với ca khúc Lời Đường Mật, cùng sự xuất hiện của nữ ca sĩ Lily. Do anh ấn tượng và sau đó nếu có lần hai là do không sai gu. Nếu anh nhắn cho em lần ba là anh đang vấn vương. Còn nếu mà có nhắn lần bốn sẽ để lại like you. Ba câu đầu đủ làm em đậu như là haiku. Phải lặp lại câu cuối hai lần em ơi I like you. Người như em thì chỉ có một âm lưu rồi mà cool. Quay trở về số không còn tim ngừng đập bên Mapu. Em làm tim để mất một nhịp là anh đâm đơn kiện. Nói với em tận lời hàm ý lý do anh thâm miệng. Đoạn này anh đang flow nhanh cho nó mau đó. Bởi vì em chính là nàng xuân anh ở cơm điện. Nếu cần lo là anh đào hoa thì em mới có bao giờ. Hay ở bên cạnh anh baby one more hour. Kim điện đợi đợi tiền vip vip. Gửi bài hát anh viết viết. Để nói cho tình yêu anh ta sẽ đỡ ra cùng gì. Một hát bắt lời nốt của anh. Có lời nào là lời thơ không? Em liệu có thể tin nay đó chỉ toàn lời đơn mà. Oh, mới gặp vài ba hôm trước.
không đi đâu. Anh đừng đi nói lung tung các ngày. Anh không đi đâu. Hey. Nếu muốn cờ bỏ thì cho anh xem tay. Em sẽ ngã vào lòng của anh ngay đêm nay. Nếu anh là thần suy em là một đêm say. Vì anh như là cơn đấu vân của em thì trên mây. Mang hình ảnh anh đang tìm kiếm em như là Google. Kiệt tác không phải là Doodle. Ứng cử bên Juliet thì anh đăng ký cho anh Romeo. Với nụ cười đó thì phải lưu giữ trong bi báo tàng. Cư xử như vị hào hán và lịch sử thuộc chuyện lão làng. Và bước đến bên em anh không cần đi sai đâu. Bảo vệ em có đêm buồn chán anh thuộc rồi G.I. Joe. Anh có một ý là uống hết ly rồi tàn lên ban công. Hai đôi môi cuốn chặt cho đến khi mai sau. Dù không phải là Peter Pan em làm anh yêu hết lần. Cứ yên tâm là sẽ vừa lòng vì tim mình đây có sai. Em chỉ là lý do khiến anh đây rap love. Lý do duy nhất là em sẽ yêu anh tên là Hiếu Thứ Hai. Một cách bắt lời nói của anh. Có lời nào là lời thật không? Em liệu có thể tin hay đó chỉ toàn lời đời mà. Mới gặp vài ba hôm trước. Mình cần nhiều thời gian hơn. Đi theo em thôi. Anh đừng đi nói lung tung các ngày. Sẽ kể mãi anh đây nếu đặt nụ hôn mình lên môi. Anh đừng đi nói lung tung các ngày. Liệu thuốc trái tim thì sẽ không làm hại ta đâu em ơi. Anh đừng đi nói lung tung các ngày. Coi trái tim như khỏi lòng ngực và đi theo em thôi. Anh không đi đâu. Sân chơi King of Rap lần này, bạn hãy nói với khán giả về cái trải nghiệm kết hợp cùng với Hiếu Thứ Hai. Bạn bị ấn tượng bởi điều gì đầu tiên? Lời đầu tiên thì cho Lily xin phép gửi lời chào đến tất cả các vị giám khảo và các bạn khán giả ở đây ngày hôm nay. Lily đã biết đến Hiếu trước đây rồi, nhưng mà khi mà chính thức bắt đầu làm việc chung với Hiếu thì Lily rất là ấn tượng về cái sự nghiêm túc trong công việc của Hiếu. Đó là cái sự ấn tượng đầu tiên. Rồi các bạn nghe nha, nghiêm túc trong công việc chứ không phải là đẹp trai nha. Cái cho em xin phép nói là cái sự đẹp trai của Hiếu thì ai cũng thấy cái điều đó rồi. Em nói thì nó bị dư thừa đi nên là em không nói nữa. Không, tại vì mình như thế mới là ghi nhận á. Chuyên môn của bạn ấy, thái độ làm việc của bạn ấy đúng không? Chứ không dạ, phải đúng dừng rồi. Lại ở ngoại hình. Đúng rồi, thật sự. Dễ thương. Thế còn Hiếu, trải nghiệm lần này của bạn với Lily như thế nào? Trước đây em nghe nhạc của chị Lily rất là nhiều rồi. Em không bao giờ em nghĩ là có một ngày để em đứng chung sân khấu với chị Lily. Và nên là đó là một cái trải nghiệm mà em nghĩ là không có nơi nào có thể đem lại cho em ngoài King of Rap á. Yeah. Cảm ơn những sự kết hợp đó, bởi vì khán giả chính là những người được hưởng lợi sau cùng từ cái thành quả lao động rất là nghiêm túc của cả hai bạn. Một lần nữa cảm ơn Lily đã đến với King of Rap. Cảm ơn mọi người ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự xuất hiện trên sân khấu này đối thủ của bạn, Lona. Loan có cái lộ trình riêng cho điểm cuối cùng và cái ước mơ của mình, đó chính là trở thành một nghệ sĩ đa di năng. Và rap là một cái vai trò khá là quan trọng. Và Loan nghĩ là khi mà chọn với rap thì mình sẽ đón nhận những cái phản ứng tiêu cực từ mọi người. Tại vì hình ảnh của một gọi là á hậu Kiều Loan và một rapper Lona nó có những cái khoảng cách khá là lớn. Dù biết vậy nhưng vẫn chọn rap như là một cách để mà mình học hỏi thêm. Và cũng như là một cách để mình đang rèn luyện thêm cái khả năng để thực hiện được cái cuối cùng của mình, đó là trở thành một nghệ sĩ đa di năng. Khi mà đến với King of Rap thì cái sự công tâm giữa các thí sinh với nhau và không có quan trọng quá nhiều về cái danh vị trước đó của Loan lại là một cái Loan rất là thích và cảm thấy may mắn. Cho đến thời điểm hiện tại thì Loan có thể nói là một trong những thí sinh mà nhận nhiều lời góp ý nhất. Thì Loan nghĩ là cái đó là cái mà mình đang cần và Loan không có ngại.
Và cũng chính vì lý do đó nên khi mà mọi người cố gắng 10 lần thì Loan phải cố gắng hơn như vậy trăm ngàn lần nữa. Tại vì mình phải cố gắng vì mình còn non là cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa là mình phải thay đổi những cái định kiến của mọi người. Ở vòng này thì Luna được feat chung với anh Phúc Du, một người anh mình rất respect. Bởi vì anh Phúc Du là một rapper rồi, cho nên những cái kinh nghiệm mà anh có được là anh có thể dễ dàng hỗ trợ mình nên cải thiện cái này, nên cố gắng hơn ở phần kia chẳng hạn. Thì Luna cảm thấy mình may mắn là ở điểm đó. Nhưng mà cái khó thì lại là nếu như mà cả hai rapper mà đều rap với nhau thì một bài nó sẽ rất là đều. Cho nên là Luna đã thống nhất với anh Phúc Du là chọn một bài hát. Và khi mà mọi người theo dõi thì Luna nghĩ là sẽ tạo những cái hiệu ứng tốt. Tại vì bản thân Luna ngoài là một rapper ra thì trong tiết mục này mình còn là một singer nữa. Bài này thì mình có hai verse, Luna cũng có hai verse. Nhưng mà một điểm cộng nữa là chính là Luna có hát. Thì mình cũng thấy đấy là một cái rất là hay. Và cho đến thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy là mình đã quen được với cái sân khấu. Nhưng mà còn những cái khác, ví dụ như là về cách trình diễn performance phụ thuộc vào trong cái freestyle rất là nhiều. Và thường thì khi mà mình freestyle thì mình có một cái hạn chế, đó là mình rất là ít khi mà mình control được cái năng lượng của mình. Và đó cũng là một cái khá là khó khăn. Vì khi với band nhạc thì nó sẽ có nhiều điểm chuyển, nhiều cái đoạn ngẫu hứng, và đôi khi là cái nhịp nó sẽ không thể nào mà như là máy tính đánh. Nó có thể khiến cho người trình diễn rất là dễ bị lệch. Nhưng mà mình nghĩ là nó là một cái nó nâng cao cái chất lượng của bài hát rất là nhiều, đặc biệt là trong một buổi diễn live. Đấy cũng là một trong số ít lần mình diễn với band, vậy nên thành ra mình cũng rất là háo hức cho cái bài trình diễn lần này. Anh nhớ mấy câu của em mà, tí nữa đến mấy đoạn của em anh ad-lib cho. À dạ, em nghĩ vậy nó đỡ chóng hơn. Nhưng mà cái lúc mà hai anh em mà di chuyển sân khấu thì ban đầu là với nhau, em nghĩ là sang vơ 2 thì mình di chuyển lên trên sân khấu xíu, xong rồi nhìn nhau đập, xong rồi từ từ đi lại. Chứ mà đứng gần nhau hoài em sợ nó bị chống sân khấu. Dạ, thì mỗi người một bên đúng không? Xong rồi tới đoạn em sắp hát hook, em rap xong em hát hook thì mình vô lại. Ok. Cố lên. Và Luna với ca khúc Cô Nàng Anh Thích. Nào các bạn ơi, hãy cùng make some noise cho sự xuất hiện của Phúc Du. Ở kia sao đấy nè anh à anh ơi, nói em nghe một câu cho lòng đỡ chơi vơi. Thường ngày em toàn làm thính giả nên ầm ừ đi gì đấy, nói em nghe đi úi xài. Xa em là cảm giác thật khó để anh làm quen, như là cả thế giới ưng đỏ muốn chuyển thành xanh và đen. Yêu em đến mức anh ghét nhất chữ và, vì nó ngăn cách ở giữa anh và em. Anh hay ngắm bầu trời xanh chuyển đỏ, mơ hàng giờ mong chờ đến. Tình anh như con thuyền nhỏ, vì mỗi ngày nó đều vô bờ bến. Cô nàng anh thích đến và đem bình minh thật bất chợt. Cô nàng anh thích để làm con tim của anh bớt chợt. Cô nàng anh thích cho anh biết được tình yêu là gì. Cô nàng anh thích cho hồn anh bay như là diều. Cô nàng anh thích không tin vào những chuyện cổ tích. Cô nàng anh thích liệu anh có phải anh chàng em thích. Cô nàng anh thích trong trẻo như ngọc bích xanh. Cô nàng anh thích đến bao giờ thì em mới thích anh. Đừng là một học sinh giỏi toán, nhưng trong việc yêu thì em lại cực su. Ai ở đây mà chả biết Phúc Du. Em càng nhỏ bé thấy tình yêu này chưa đủ. Em ra cư cấp 4 và luôn cao thượng. Tài chính thiếu thốn nhưng cũng đủ cho mượn. Và tình yêu em nếu là muốn cho vay thì lãi suất anh trao trả chỉ bằng cái thơm một ngày. Look at my eyes, hope never die. Hy vọng đừng tin mà có tất cả rồi bay. Tương tư bao lâu em chạy xin family để được phép lên bên trong thoáng MC. Tại sao lại yêu người như em trước công việc sự nghiệp ngoại hình chẳng bằng ai. Tại sao với mỗi em thì anh lại tình tứ thần tượng ở Việt Nam. Chả biết đến bao giờ, nói yêu anh là giấc mơ. Nếu không thể cứ nói đi anh, đừng để em đây phải bơ vơ. Nói lâu phải ngờ ngàng, cuộc sống anh quá vội vàng. Nếu nó chẳng là bước bên ai, em vẫn ở đằng sau ai. Instagram không một đàn anh thích. Em tuyệt vời, anh luôn chấm em điểm 10. Nhưng mà giáo viên mắc bệnh thành tích. Cô nàng anh thích,
không dễ say chỉ bằng vài câu ca. Không mong manh như cành hoa trước gió, nhưng cũng không lạnh lùng như là em xấu xa. Có khoảng trống trong tim anh để mãi, in trong đó hình dáng em. Tóc em đâu có để mãi, sao anh không thể nào thấy chán em. Nếu một bức hình hơn vạn lời nói, lý do yêu em chắc cỡ bộ phim. Nếu yêu thương em là sự buộc trói, thì cứ để con tim anh làm con tin. Định luật Newton thì có quá là buồn khó, vì lực hấp dẫn chẳng cần có lý do. Thích thì thích thôi nhưng mà em lo, vì đáp số cuối cùng mới lại lượng như cơn gió. Oh no, yêu được phúc du anh chẳng thích. Cô bạn bảo em tụi trẻ là phải nhích. Thì cô đơn trong mùa dịch, đêm đêm FaceTime được anh phúc hát su. Bất chợt thấy tim em bất chợt, chẳng cần mơ say cứ thấy lòng liêu siêu. Vì mẹ anh rapper có răng vàng thì hay đồn vang rằng phúc du mà thả thính thì biết anh đi cũng phải yêu. Này cô nàng anh ta anh thích, đừng vì gia cảnh mà khuôn mặt cúi xuống. Hy vọng tình yêu của ta sẽ no twist nên ngỏ lời yêu. Chả biết đến bao giờ nói yêu anh là giấc mơ. Nếu không thể cứ nói đi anh, đừng để em lại phải bơ vơ. Nói yêu anh ngờ ngờ, cuộc sống anh quá vội vã. Nếu nó chỉ là bước bên anh, em vẫn ở đằng sau. Thế thì bây giờ ấy, em có muốn làm người yêu anh không? Dạ, thôi anh đợi xíu nghe. Em chạy về em hủ món em đã. Bye bye, bye bye. Nào các bạn ơi, cùng give it up for Phúc Du và Luna. Luna không cần về hỏi má đâu, hỏi mấy anh mentor ở đây này. Hay hỏi anh em CEO biết ngay nè. Em CEO thấy đôi này đẹp đôi không ạ? Nói thế nào nhỉ? Ở nhà Phúc Du ở ngoài Hà Nội nó có cái dàn thiên lý. Mình mà nói ra là dàn thiên lý nó đổ. Cảm ơn anh Hưng đã không nói ra. Còn Luna, cái việc mà bắt cặp với một nam rapper trên sân khấu và cuốn cùng với anh ấy thì Linh nghĩ đây có lẽ là lần mà cháy nhất của bạn từ trước đến giờ nhờ? Dạ đúng rồi ạ. Thật ra khi mà em nghe là em sẽ được gọi là anh Phúc Du hỗ trợ phần trình diễn của mình thì em cảm thấy khá là thú vị và háo hức, tại vì bản thân mình có thêm những cái cơ hội. Anh Phúc Du đã tạo điều kiện cho em bằng một ca khúc mới là Cô Nàng Anh Thích ạ. Mọi người thấy sao ạ? Tôi cũng đang muốn hỏi Phúc Du về cái sự đầu tư đó dành cho Luna. Có phải là một cái sự ưu ái đặc biệt không? Hay đây là sự ưu ái dành cho King of Rap? Trước tiên là em xin gửi lời đến chương trình King of Rap. Cảm ơn tất cả mọi người, ban tổ chức, khán giả, tất cả các vị mentor vì cho em cơ hội hôm nay được đến và trình diễn. Cô Nàng Anh Thích là một bài mà em viết tặng một cô gái khá đặc biệt của em. Và em cũng chưa bao giờ có ý định release, nhưng mà tự nhiên có một cái cơ hội này và em thấy bài này khá phù hợp với Luna. Và cái cơ duyên đấy là có lẽ là nó tốt cho cả Luna và cả King of Rap. Linh hỏi nhỏ một xíu là đã kịp rap cái bài đó riêng cho cái cô gái đó chưa? Em rap được khoảng 4 câu thì cô bảo xến quá thôi. Xến quá thôi, đồng ý luôn đi, khỏi phải rap đúng không? Vâng, thế nên là... vâng, đấy. Thì cái câu trả lời này lý giải cho cái câu dàn thiên lý của anh em CEO đúng không? Còn một câu hỏi nữa Linh muốn hỏi. Đấy là các khán giả xem King of Rap từ những tập đầu hỏi: ủa tại sao không có Phúc Du? Thực sự thì trong cái khoảng thời gian trước thì em cũng thi khá là nhiều. Và đến khoảng thời gian này thực sự em muốn dành thời gian tập trung làm nhạc. Thế nên là cũng không dám đi thi. Nhưng mà thực sự là nếu như mà King of Rap diễn ra sớm hơn một chút thì có khi là em bây giờ đang đứng đây thi rồi, không phải? Yeah, yeah. Cảm ơn lời nói đó của bạn. Nó tiếp thêm động lực rất là nhiều cho những người tổ chức chương trình này. Một lần nữa xin được cảm ơn Phúc Du đã đến với King of Rap. Cảm ơn mọi người. Và bây giờ Luna ơi, chúng ta sẽ cùng đứng ở sân khấu này để cùng chào đón sự quay trở lại của đối thủ của bạn trong phần thi đấu này, chính là Hiếu Thứ Hai. Xin mời. Bây giờ sẽ là những lời nhận xét của các vị mentor ạ. Anh Lưu Shady.
Hôm nay cả hai bạn đều đem những cái năng lượng rất là tích cực đến cho sân khấu của chúng ta, đem đến sự mới mẻ, tươi trẻ. Và mình thay mặt của tất cả khán giả ở đây, mình xin cảm ơn hai bạn về điều đấy rất nhiều. Cảm ơn. Em cảm ơn ạ. Những gì mà mình biết về Hiếu thì bạn bè của mình, những người mình quen thì hầu như là cả nam cả nữ đều thích nhạc Hiếu. Thì điều đó nói lên là bạn có một sức hút rất là tốt. Tuy nhiên thì anh muốn nhìn thấy Hiếu thứ hai, một cái phong cách thật mới trong những cái tác phẩm mang những cái tính chất khác mà có thể khiến cho những rapper khác nghe và nể phục mình nhiều hơn. Cảm ơn anh. Về Lona thì anh thấy là những cái điểm yếu của em từ những vòng trước em đã dần dần khắc phục được, và phần lyric cũng tốt hơn. Gần đây thì anh có đọc được một số bình luận trái chiều của những cư dân mạng, thì không biết em có đọc được không. Anh muốn em hãy bỏ ngoài tai những cái lời nhận xét đấy, và mình hãy thực sự nghiêm túc trong âm nhạc. Ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng tất cả những ai mà cống hiến cho âm nhạc mà không màng đến danh lợi và tiền bạc. Ở bên ngoài thì em có thể là một á hậu, nhưng khi em đứng ở trên này thì em đích thị là một người nghệ sĩ rồi. Yeah. Khi mà làm một nghệ sĩ ấy, thì phải trải qua rất là nhiều những cái khó khăn, và chúng ta phải học hỏi và biến tất cả những cái thứ mà mình học hỏi được thành một cái năng lượng tích cực. Anh muốn chia sẻ điều đấy với em. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Có lẽ là rất là quý trọng những lời chia sẻ đó, không đơn thuần là những lời nhận xét, mà rõ ràng là những lời mà một người anh gửi gắm đến những đứa em của mình, đúng không ạ? Cảm ơn anh Lee Shady. Big Daddy sẽ là người nhận xét tiếp theo, đúng không ạ? Thật ra nhìn Hiếu và Lona rất là đẹp đôi. Khi mà đứng cùng một khung hình, cả hai bạn đều có visual rất là tốt. Xuyên suốt những cái vòng mà anh theo dõi thì cả hai đều cho mọi người thấy được rằng mình có khả năng trình diễn, mình có khả năng làm chủ sân khấu. Lona thì ngày hôm nay bài biểu diễn của em, anh cảm thấy là em đã rất là cố gắng rồi. Em rap một cái verse xong em lại đến một cái hook mà em hát, cái tông nó rất là cao. Ông việc sự nghiệp ngoại hình chẳng bằng ai, tại sao với một em thì anh lại tình tứ thần tượng ở Việt Nam. Chả biết đến bao giờ, nói yêu anh là giấc mơ. Nếu không thể cứ nói đi anh, đừng để em đây phải bơ. Dù kết quả có được như nào đi chăng nữa thì mọi người vẫn luôn luôn thấy một Lona đã rất cố gắng ở sân khấu của King of Rap, và anh rất là trân trọng những cái điều đấy. Về Hiếu, hôm nay em vẫn tiếp tục giữ được cái phong độ của mình khi mà em diễn ở trên sân khấu. Anh nhìn sang bên khán giả này mà bên này có vẻ là khá là nhiều bạn nữ, mà cái sân khấu nó rung. Nó rung mà anh hình dung như nó sắp rụng luôn. Anh thấy nó rất là rung. Rõ ràng là cả hai bạn đến với cuộc thi này, chúng ta cũng được rất là nhiều thứ, được cả những lời khen và cả những sự chỉ trích. Tuy nhiên thì anh nghĩ đấy là cả hai cái yếu tố mà một người nghệ sĩ cần phải tích góp được, thì chúng ta sẽ hiểu được rõ bản thân mình và muốn biết được là mình muốn cái gì, mình sẽ đi trên con đường như thế nào. Chúc mừng phần biểu diễn của các em trong buổi tối ngày hôm nay. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn. Anh muốn đi sâu vào phần chuyên môn một tí. Trước tiên là Lona, anh thấy sự thay đổi của em ở vòng này, từ cái cách viết lời cho đến cái cách em sắp xếp bố cục bài, anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với những vòng trước. Nhưng mà có một cái vấn đề là khi em chọn một cái flow đơn giản thì những cái điểm nhấn trong câu cần phải làm rõ lên, thì anh nghĩ là phần trình diễn nó sẽ tốt hơn. Còn điều thứ hai, em tiếp tục thể hiện rằng mình là một người có một cái flow rất là bắt beat và một cái cách thể hiện giọng đọc rất là rõ ràng. Anh cảm thấy tuyệt vời. Cảm ơn. Cảm ơn anh OK. Xin chào Lona và Hiếu thứ hai. Cả hai phần trình diễn của các bạn đều có một cái điểm chung là giống như mình đang thưởng thức một cái buổi nhạc kịch. Cả hai đều có những cái cố gắng rất là nhiều trong suốt mùa giải vừa qua. Và mình cũng muốn nói cái điều này với tất cả mọi người. Đôi khi mình có những cái lời lẽ đánh giá về một người mà nó dẫn đến tiêu cực, điều đó không nên. Suy cho cùng là tất cả ai trong mùa giải này cũng đều rất cố gắng rất là nhiều. Lona cũng đã đi được một chặng đường khá xa đến bây giờ rồi. Anh đánh giá cao cái đam mê ca hát của em, cũng như là vũ đạo và lời nhạc của Hiếu. Đây là một cặp đấu khó cho những mentor. Hai bạn rất là hay. Cảm ơn chú ba. Ngày hôm nay không chỉ có mentor mà còn có những người anh trong làng rap, những người mà thậm chí là các bạn nếu như mà yêu rap thì đều yêu mến những nhân vật này. Cái đường link của King of Rap mà các anh share lên đó thì giúp cho chúng tôi tiếp cận được gần hơn với các khán giả, đặc biệt là các khán giả yêu rap.
Và các khán giả khi mà họ bình luận vào đó, họ cũng nói là nếu như những lời nhận xét này của các anh ở trên mạng xã hội mà mang lên sân khấu thì hay quá. Thế cho nên ngày hôm nay là họ có mặt ở đây. Linh thay mặt ban tổ chức muốn nói lời cảm ơn rất nhiều đến ban cố vấn, sự có mặt của MCU và Tour Right Now trong buổi tối ngày hôm nay. Và mình nhận xét ở nhà, ở trên mạng xã hội nhiều rồi, hãy nhận xét trực tiếp sau phần trình diễn mà các anh xem của Hiếu Thứ Hai và Lona MCU. Với tư cách là một người không giỏi làm nhạc lắm mà chỉ thích viết lời thôi, thì có lẽ đây là trận đấu có nhiều punchline nhất trong tối ngày hôm nay, mình thấy như thế. Rất nhiều phép chơi chữ, rất nhiều phép so sánh thú vị, thực sự là như vậy, khá là bất ngờ. Hai bạn có một cái điểm chung đều được coi là những người có khuynh hướng hơi thị trường. Và khi mà cứ nhắc đến hai chữ thị trường thì chúng ta cảm thấy nó có cái gì đấy là kém đầu tư. Nhưng mà không, đây lại là một trận đấu mà mình thấy có sự đầu tư khá là nhiều. Mình xin phép được nói về phần của Hiếu trước. Bản thân mình cũng biết đến Hiếu từ thời gian trước, trước cả King of Rap cơ. Thì mình cũng có thấy Hiếu Thứ Hai bắt đầu xuất hiện ở đấy, một cái tên rất là lạ, viết không giấu lại còn liền nhau. Mình hơi dị ứng cái đấy, nên tự nhiên bắt đầu thấy cậu này cậu nào. Trước khi nói về phần nhạc nhá, thì thực sự khi cái phần trình diễn của bạn và Lily ấy, màn trình diễn đấy rất là ăn ý, và có thể nói Hiếu Thứ Hai là thanh niên số hưởng nhất cuộc thi này. Khi lúc nào cũng gắn với những cái mỹ nhân ở bên cạnh. Anh đừng đi nói lung tung các ngày. Anh không đi đâu, anh không đi đâu. Anh đừng đi nói lung tung các ngày. Anh không đi đâu. Hey. Nếu muốn cả bỏ thì cho anh xem tay. Em sẽ ngã vào lòng của anh ngay đêm nay. Nếu anh là thần suy em là một đêm say. Vì anh như là cơn đấu vân của em thì trên mây. Về lyrics thì thực sự là khá là đáng yêu, rất nhiều phép chơi chữ rất là thú vị. Ví dụ như là ở đây có câu không phải Peter Pan nhưng mà em làm anh yêu hết lớn. Peter Pan thì không bao giờ lớn, Thế rồi thì là có một câu nữa mình cũng rất là thích. Cứ yên tâm sẽ vừa lòng, tim anh đây có size, đúng không? Khi nghe mấy cái câu đấy, mình cũng nghĩ ra một cái câu. Khi thấy hình tượng trai hư của Hiếu lại kết hợp với Lily rất là đẹp, mình mới nghĩ là nghe cái bài hát của em ấy giống như là đựng rượu, trai hư thì phải đổ vào ly. Đó. Rất là ấn tượng, mình rất là thích cái phần trình diễn của bạn. Tiếp theo là đến Lona. Chia sẻ thực lòng, trước khi đến ngày hôm nay thì Lona vẫn, mình nghĩ là được đánh giá là thí sinh có thể nói là bất lợi nhất trong cuộc thi này. Nhưng mà lyrics của Lona thì mình thấy rất là ấn tượng, đặc biệt là câu này. Không biết là Hiếu Thứ Hai có xem không, nhưng mà thần tượng ở Việt Nam chẳng có anh thứ hai. Mình nghĩ là Lona đã tuyên chiến với bạn một cách rất là gắt rồi đấy. Đó là diss đó. Đấy là diss, đó là diss. Bằng một bài rap lớp rất là ấn tượng. À thế Lão Cửu có ý kiến gì không? À, mình cũng thấy thú vị câu đó, trong một cái bài rap lớp mà cũng ngầm diss luôn. Đúng không? Mà em có ý đó không? Hay là vô tình nó trùng hợp? Có đó. Em cố tình đúng không? Có đó. Flow thì cả hai bạn đều đi chung một cái flow từ đầu tới cuối luôn. Hiếu hay hơn ở chỗ là cũng là cái flow kiểu vậy, nhưng mà nó không bị nhàm. Lona thì không làm được vậy nhưng mà được cái hát. Lyric của Lona mình cũng có ấn tượng một cái đoạn mà đảo vần liên tục, đúng không? Ví dụ như là cái câu bất chợt nhỉ, em thấy tim bớt chật. Rồi vì mấy rapper có răng vàng thì hay đồn vang rằng. Nếu thứ hai em có rất là nhiều lợi thế. Nhưng mà anh khuyên em là đừng có chủ quan, tại vì cái gì mà nhiều quá nó cũng chán. Nói chung là em sinh ra để rap cái kiểu mà sang luôn á. Cái giọng em cũng sang, cái ngoại hình em cũng sang. Rồi những cái lời lẽ, những ý tưởng của em nó cũng kiểu như là một cái công tử nào đó. Nghe là mình có cảm giác vậy liền, đó là cái chất của em. Nhưng mà em cố gắng em gọi là thêm màu sắc cho nó. Dạ, cảm ơn anh, em sẽ tiếp thu chắc chắn. Cảm ơn các vị cố vấn, những cái lời nhận xét của các anh có lẽ là giúp cho các thí sinh của King of Rap rất là nhiều. Rõ ràng đây là một cái cặp đấu rất là khó, những bất ngờ thì còn đang chờ phía trước. Hiếu Thứ Hai, nếu như đây là cái cơ hội cuối cùng để mình nói một cái điều gì đó với quý vị khán giả, thì Hiếu sẽ nói điều gì? Mình muốn thể hiện cái sự tiếc nuối, bởi vì thật sự mình chia sẻ thật lòng là trước cái
trận đấu này và cho tới khi là mình tổng duyệt thì tự nhiên cái mình bị mất cái ý chí đi, mình mất cái niềm tin mình chiến thắng, mình mất cái tham vọng của mình. Đó là cái lý do mà làm cái phần trình diễn này mình cũng không hài lòng lắm. Hy vọng là nếu mà mình có cơ hội vào chung kết thì mình sẽ cho mọi người thấy những cái thứ mà nó còn khủng khiếp hơn nữa. Yeah. Vậy còn Lona, đặt bạn vào trong một trường hợp tương tự, bạn sẽ nói gì? Đây không phải là lần đầu tiên mà Lona tham gia một cái chương trình thực tế, và cũng không phải là lần đầu tiên mà mình đón nhận những cái lời chỉ trích trái chiều như vậy. Nhưng mà Lona tin rằng là mình luôn có một cái đầu lạnh để biết được là cái nào mà người ta góp ý thì mình sẽ cố gắng sửa, và cái nào nó không mang tính chất xây dựng thì Lona sẽ để ngoài tai. Lona nghĩ đó chính là một cái bản lĩnh của người nghệ sĩ, và đến top 10 này rồi thì Lona đã biết mình là chắc chắn là mình có máu nghệ sĩ và mình phải đi con đường đó cho được. Và lời cuối cùng Lona sẽ nói là nothing is impossible. Không có điều gì là không thể. Và có lẽ là chúng ta sẽ phải đến với kết quả ngay thôi. Hiếu thứ hai mang đến hình ảnh hơi ngông nghênh một chút của anh chàng bad boy và những ca từ rất là bắt tai. Còn Lona lại cho thấy sức quyến rũ của một nàng hậu tham gia một chương trình về nhạc rap. Ai sẽ đi tiếp? Chặng đua cuối cùng của King of Rap ở trận chung kết sẽ gọi tên. Hiếu thứ hai xin được chúc mừng. Hiếu thứ hai sở hữu 11,37 điểm. Điểm giám khảo là 5,65 và điểm voting là 5,72 điểm. Lona sở hữu 8,63 điểm với điểm từ giám khảo là 4,35 và điểm bình chọn của khán giả là 4,28 điểm. Chúng ta một lần nữa gọi tên thật lớn Lona vì hành trình rất đẹp của bạn ấy tại King of Rap. Lona, 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 Lona. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn các bạn. Cũng có cái tiếc chứ. Tiếc rất là nhiều thứ. Ví dụ như là Lona rất ghét con số 10. Tại vì bản thân mình lúc mà mình vào top 10 Miss Grand International là mình đã tức rồi. Xong bây giờ lại vào dừng ở top 10 nữa. Nói chung cái số mình giống như là nó không thể vượt qua khỏi cái số 10 ấy. À, và cái tiếc nữa đó là Lona nghĩ là với cái sự đầu tư của anh Phúc Du cho mình tại King of Rap đó là một bài mới, nhưng mà mình chưa thể làm cho cái bài đó nó cháy hết mình. Lona nghĩ là mình giao tiền cho anh Hiếu thứ hai thì mình cũng khá là tự tin, tại vì trong đó có tiền của cả Lona, của anh Viva Chico và của chị Thi nữa, cho nên là anh Hiếu thứ hai không phải là cố gắng vì bản thân em hay là bản thân anh nữa, mà anh phải cố gắng vì tất cả những cái đồng tiền mà anh đang giữ đó. Và em hy vọng rằng anh Hiếu thứ hai thì có thể thật là thành công trong cuộc thi lần này, và nếu như là cần có cái sự support hay giúp đỡ nào thì em vẫn sẽ sẵn sàng cố lên. Vào top 5 thì ai cũng đã là giỏi rồi, nhưng mà hy vọng là mọi người vẫn giữ tiếp tục cái lửa đó, tiếp tục cái nhiệt huyết đó, và mình chiến đấu chỉ còn một vòng nữa thôi. Hy vọng là mọi người sẽ cố gắng hết sức. Yeah. Top 5 chung cuộc sẽ tranh tài trong đêm chung kết của King of Rap đã xác định. Rick Joy với 213 triệu đồng, Tony đang sở hữu 199 triệu đồng, ICD với 198 triệu đồng, Hiếu thứ hai 196 triệu đồng, cuối cùng là cô nàng rapper 17 tuổi Pháo với 194 triệu đồng. Mình hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn với kết quả, bởi vì hai người đều giỏi rồi cũng sẽ phải có một người đi tiếp. Đêm nay thực sự là một đêm mang lại cho bản thân tôi rất nhiều cảm xúc, và tôi hy vọng là đêm chung kết là một đêm thực sự bùng cháy hơn nữa, khi đó là một cơ hội cuối cùng để chúng ta có thể đi đến trước vô địch của giải đấu King of Rap. Chúng ta đã trải qua rất nhiều thử thách và cuối cùng đã chọn ra được 5 cái tên, và chúng ta hứa hẹn sẽ có một đêm chung kết thật là thú vị. Hãy chờ đợi các bạn ấy sẽ làm được điều gì. Như chúng ta đã biết là chung kết sẽ có một màn hồi sinh, 3 thí sinh sẽ được hồi sinh lại và ghép cặp với 5 thí sinh đã vào top 5. Sẽ là một màn comeback ấn tượng của 3 thí sinh còn lại, cũng như là một màn khẳng định vị thế của 5 thí sinh đã vào trong top 5. Cũng chính là những gương mặt mà sẽ mang cộng đồng rap và âm nhạc ở Việt Nam đem ra với bạn bè thế giới. Tất cả những thứ đến với mình đều đã vượt quá kỳ vọng của mình rồi. Tuy nhiên, nếu mà để bắt buộc phải đưa ra một cái sự kỳ vọng nào đó cho chung kết, mình sẽ hy vọng là mình được nhìn thấy những thứ mà những thí sinh chưa bao giờ làm ở những vòng trước. Thậm chí mình rất là kỳ vọng được thấy một thí sinh hoặc là nhiều thí sinh sử dụng phong cách của đối phương để đánh bại đối phương. Bất kỳ ai đứng trên sàn MTV
cùng với các nghệ sĩ quốc tế, nó đều cũng xứng đáng với sự tin tưởng và mong mỏi ở các bạn, cũng như một sự làm việc rất là chăm chỉ của những anh em mentor chúng tôi. Vẫn mong là các bạn sẽ luôn giữ sức khỏe và sự sáng tạo của mình. King of Rap cuối cùng vẫn là một sàn đấu vô cùng khắc nghiệt, và chỉ có người xuất sắc nhất mới xứng đáng đạt được ngôi vương. Còn bây giờ là lúc chúng ta biết được 12 cái tên may mắn sẽ tiếp tục tranh tài tại tập 14 là ai. Kết quả này dựa trên tổng số lượng bình chọn mà khán giả dành cho top 40 trên trang truyền thông chính thức của chương trình. Những thí sinh dừng chân sẽ có mặt trong đêm hồi sinh ở tuần sau chính là Spider Boy, Rika, Kenji, Nhật Hoàng, Sóc Nâu, Rai, Chi Cả, Ngắn, Color, Wiza, Đáp Lô, Khắc Tình. Giọt nước mắt lăn trên trang vở u đồng hồ điểm qua 3 giờ. Yeah, quá mệt nhưng không dám ngủ vì đống bài tập nó vẫn còn dang dở. Yeah, phải đến trường vào lúc 7 giờ sáng, không dám đi học muộn sợ thầy cô đọc tên. Nghỉ chưa xong học đến 5 rưỡi chiều, ăn vội cái bánh mì rồi lại còn đi học thêm. Yeah yeah, không có thời gian mà nghỉ ngơi, hiếm khi nào nó được thảnh thơi. Yeah yeah, trong lúc nó lao đầu vào học, bạn bè cùng lứa đã chỉ chơi chơi. Yeah, không biết bao lần phải ở lại nhìn đồng điểm chi nó điếng người. Yeah yeah, nó đã biết cất thêm thở dài trước khi thực sự cất tiếng cười. Không biết đã có bao ngày ôn thi, nó ôm đống sách vở gần 19 tiếng, lờ đờ vô cảm như bị biến thành zombie. Nó có chưa bao giờ cảm thấy ngấp ngùi quyến luyến, kể cả ngày nó ra trường cũng chẳng nói từ nào, vì nó đi học chỉ để bố mẹ tự hào. Khi buồn bã cũng chẳng có ai dựa vào, nó chịu bỏ đi đam mê không có chút do dự nào. Vote cho anh đi, vote cho anh đi, vote cho anh đi, mọi người vote cho anh đi, vote cho anh đi, vote cho anh đi. Ai mà không vote anh sẽ dỗi không thi. ICD quân trị cả Robbie và Rick Choi. Vote cho ai cũng được, đơn giản là thích thôi. Woody và V Show ai cũng được vote ngon rồi. Vote cho Phởn và cho Ngắn, vote cho cả Pháo Con thôi. Vote cho GTM vì càng ngày càng hay. Vote cho Azimat vì bún đậu hàng khay. Billy Hiếu thứ hai nhớ vote cho thằng Rai. Vote cho cả Gitmo gương càng già càng cay. Ung Bẹo và Deep Blue sau đào Pitaya. Linh Thuận Hoàng Đảo chủ vote cho cả Team AK. Vote cho Lona trên mạng mấy thằng khóc. Anh vote cho Sóc Nâu ở mấy thằng nhóc. Nhân Nhẹn và Captain chưa bao giờ làm anh chán. Vote cho Nhật Hoàng, cho cả Huỳnh Thanh Sáng. Em Free Đáp Lô Bi Wajeko Tui Mi. Không biết vote cho ai nữa thì vote cho tôi đi. Vote cho anh đi, vote cho anh đi, vote cho anh đi, mọi người vote cho anh đi, vote cho anh đi, vote cho anh đi. Ai mà không vote anh sẽ dỗi không thi. Đầu óc toàn đi ra qua trái đất. Đó là lúc fail lúc trích mà có đăng hình. Nhắn tin xong rồi ra trắng chút xin. Người ta lại muốn người ta reply. Tôi sao tin vậy? Tôi chỉ qua plan B. Chỉ biết tại sao nhìn lấy như paparazzi. Biết là sao bây giờ mình tiếp bên đây lưu mờ. Bởi vì ai mà chẳng ngay khi người ấy đi ngang qua đây. Anh chạy đầu đỏ ngay trong quyết định. Cô đồ vợ ở đó với những bước dịch. Suy nghĩ tích cực phải từng người đích thực. Nhưng mà chị nói không làm ngồi chờ tên yêu đụng xuống là sao? Anh thấy con gái vừa dịu và vừa hiền. Em thấy con trai ngoài ấm trong nhiều tiền. Lấy ông lấy bà là chủ có gì nhà ai ai yêu con đây. Giờ trước tiên phải nhìn xem bản thân mình. Tôi được hận thù, tôi được ganh đua. Mình cũng trở nên lập đầy cầu mưa. Và giờ thì mình lại xa xa kiếm đâu mà ra khi không tìm. Yêu là phải hợp mà hợp anh nói chuyện. Vẫn đâu có những cái đứa không mình đứng kia. Ai phải chơi qua đi tìm. Đừng có mà hôn mơ gọi gió nè. Anh trẻ đầu đó đê. Đừng lên tin đâu bước trái bước phải. Anh trẻ đầu đó đê. Đi xe ta rốt đi xem thành duyên. Mơ kể về lúc bên nhau bình yên. Đến giờ mà sao mình vẫn còn ế. Anh trẻ đầu đó đê. Nói với em rất nhiều điều mà em không hề biết. Nói với em rất nhiều điều mà lâu nay ta vẫn lục tìm. Nói với em rất nhiều điều mà anh luôn phải tiếc. Và mỗi bước tranh là người vội bước ngay. I need to talk, talk, talk about my love. Ring, 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 need a thing I need inside your heart. Mình tập trung những điều cần thiết. Anh đâu bận tâm những thứ ngoài lề. Hãy tinh khiết như cách em muốn. Không quan trọng hóa cái vẻ bề ngoài. Linh hồn muốn thoát xác một cái chạm tay như có điện tích. Tình yêu của anh đem bạc ngàn vô hàng tuần hoàn về mặt diện tích. Em làm bao người thích 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 thích. Như là hiện thân của cáo chín đuôi. Thì ơi thì rớt vào túi của anh để anh xơi luôn không cần chín mùi. Họa nên mây, họa làn gió. Họa cho em khu vườn sao măng. Khi em cười như mặt trời vừa ló. Khiến nhịp tim anh đột ngột tăng cao. Nói với em rất nhiều điều mà em không hề biết. Nói với em rất nhiều điều mà lâu nay ta vẫn lục tìm. Nói với em rất nhiều điều mà anh luôn phải tiếc. Và mỗi bước tranh là người vội bước nhanh. Yeah, yeah. Tập gym, anh quyết tâm tập gym, cố gắng qua từng ngày, phải phấn đấu để anh mập lên. Anh quyết tâm tập gym, anh quyết tâm tập gym, để tất cả những gánh nặng trong cuộc sống này đều để anh vượt lên, khỏi cần buồn từng đêm. Ngày mai anh đi tập gym cùng với các homie chẳng bom, hào hứng như nghe cồng chiên, khỏe như voi con ở bản đồn. Tụi anh tập gym vì nghiện
đã xác định là không hề chán. Ngày qua ngày vào phòng luyện, thế là anh được tăng đề kháng 1m7, 52kg, chơi chung với mấy thằng bạn. Tướng thằng nào cũng to như bí ngô, còn anh thì buồn với chán. Thân hình gì đâu ốm tông tèo, cố gắng đã cái lòng nhiều, vẫn không theo nổi chân càng quý cô. Anh đau, anh buồn, anh ngồi trong góc anh khóc. Mà có thằng em, anh lườm, đi tập cơ bắp anh sốc. Và thế là anh đi liền, có động lực mà hi hi. Và thế là anh chi tiền, đóng thẻ tháng và thuê PT. Toàn sáng như một ngôi sao đến từ đường phố. Anh đi lên TV Christian Dior, cùng đổi hết đông tài năng lên thành giấy. Thành công không có sẵn mà đó là thứ phải giành lấy. Thêm một chút chờ đợi không cần vội, thêm độ cao đi lên, đi thêm một thành phố, thêm một show, thêm một ATM. Bé quanh quy cất nặng thì in the box. Em say we can. Đây còn là bài, thấy em tỏ ràng khi có anh được vật cảnh. Đây còn là bài, thì gọi cho anh khi quên mất mình phải chạy. Đây còn là bài, đầu một lúc qua anh không nghĩ là mình dành. Ra đi là quan trọng, trong anh là tham vọng, là việc cần lực cho giấc mơ lan rộng. Nhìn người việc bay mà không cần cánh kia. Em cải trang lặn xuống biển, nhưng anh là hải quan, anh biết nơi em di chuyển. Ngoài anh không ai đủ tài lanh giúp em qua nguy hiểm. Trong mắt em anh luôn ghi điểm, anh muốn em ngắm nhìn. Anh như đang đắm chìm và cố gắng tìm ngôi nhà nhỏ ở Lò Đúc, là và em như bò húc. Bởi chúng ta đã hứa cùng nhau cười nhe răng, đến khi nào già yếu cả hai ngồi xe lăn. Đêm nay anh sẽ thám thính cách nhà em một nửa bán kính. Như cực nam châm nhìn thấy em là anh bám dính. Nhớ chiếc túi mà em mua, nhớ nụ hôn sau mỗi lần mình ăn em chua. Vì em chính là thuyền trưởng trèo lái con thuyền tình yêu, lái theo bản năng rồi đâm vào tảng băng. Em chính là độc dược ẩn dưới những loài hoa, nhà ảo thuật tài ba. Khi nói dối mũi của em dài ra, sống phải ngẩng cao đầu, sống để biết mai làm sao giàu. Vốn nhìn đời bằng tư cách, không bon chen làm phách bao ngầu. Mẹ ta dặn phải sống tử tế, đừng vì đồng tiền làm mờ con mắt. Đi đừng nghe mấy lời xú bậy, anh em bạn bè thân thiết hãy khắc ghi. Cuộc đời này có được bao nhiêu ngày đỏ, bao nhiêu ngày xui, bao nhiêu ngày khóc hết nước mắt đó. Bao nhiêu ngày vui, sao ta phải cứ suy tư với những nỗi lo hàng đêm. Muộn phiền em cất vào kho ngày càng nhiều thêm. Trăng lên cao nhất đâu, trăng tròn ở trên đầu. Ta nêu nao hát ca vui đùa ở trên lầu. Có anh em bạn bè uống cho say rồi về. Đừng lang thang đi đâu đấy em ơi. Bao lâu chẳng thấy nhau sao lại phải u sầu. Ai cũng có ước mơ mai này được sáng giàu. Thế nhưng cuộc đời đắng cay buộc lòng. Thằng mày thì có cuộc sống tốt hơn, còn ta thì sai. Người ta gặp đôi số 10 bình thường, mình gặp đôi số 11 quá dư. Người gì mà bà cố lời, nghe tới đây biết có người nhậu. Ôm gói khóc ròng bao đêm khi em lên cân khung gây chuyện. Nhưng ngày anh hết yêu em là ngày cha sữa không còn gây nghiện. Hoa sẵn thì có thể tan, nhưng tình thì đâu dễ phai hở. Tim anh em cướp dễ dàng, đền bù đi chứ còn để ai nữa. Nói đen là đen, nói trắng là trắng, anh không dám cãi em đâu. Em vui cười cũng cười, em khóc cũng khóc, đôi ta sẽ mãi bên nhau. Baby, còn nhớ cái thời cặp sách ta hẹn nhau ở chúng vui chúng đùa. Phường đẹp nhất khi vào mùa hạ, con người yêu anh đẹp đời bốn mùa. Anh đâu biết chút được điều gì, nên nào dám hứa điều sâu xa. Chỉ hứa yêu em như ngày hôm nay và mãi như ngày hôm qua. Còn nhớ những lúc môi chạm môi, anh ước thời gian cho chậm thôi. Con tim này thuộc về em rồi, đang xác đi nguyện chào em thôi. Từ nay con cục cùng xúc cùng game, con bút cùng cá anh thề luôn. Một tay cầm lại, một tay nắm chặt tay em, anh hứa không bao giờ buông. Em đã muốn rồi, em đã muốn rồi. Em đang muốn giấu đi, cuộc gây phải ta làm hay ta thật ấu trĩ. Đây không phải tra khảo mà là cuộc đấu trí. Anh muốn biết hết những điều từ lâu em giấu kỹ. Có chứ cứ lấp vào không có một lối thoát. Đừng làm nhau thì có sẽ trong mình đối đáp. Cứ nói sao đã đi rồi có người mới khác. Anh ta là đối tác. Anh không nghe lời được khoác em. Hợp tập anh ta trên phương diện nào, là người lôi chuyện ra hay là người đưa chuyện vào. Anh không nói và xét nên không cần đi kiện cáo. Em ra đi mình giỏi nhá, anh cũng không tiện chào. Em là rồi anh không lệch phát nào. Lời nói của em cũng thật sắc sảo, nhưng là sâu giấu khi hai con mắt đảo. Em là người sai mà lại lên giọng cắt sao. Dù yêu em nhưng anh đâu có buồn. Hãy cho anh một lý do để tha thứ. Em không giấu được. Dù em nói dối vài câu, nói dối vài câu.
mấy con mèo cứ ói ói từ sáng đến chiều mà có nói cũng chẳng thể hiểu. Một mồ hôn độn ngày càng tăng lên nhiều, từ bản thân anh ra tay cứu lấy mình. Lên tivi máy chiếu lấy hình của đứa đói, anh trời phải dáng đánh liều để cho sau này vẻ vang danh hiệu đi theo sau. D-A-B-L-O vì một kịp rap flow nào anh em đâu. Đưa cái tay lên mô, get on the floor. Vì đêm mai spotlight do tài tay ngầm hay ánh mắt em nhìn thấy anh được ngay trong đây. Và cách này hay cách khác anh vẫn sẽ xuất hiện là tâm điểm sự chú ý trên mọi phương diện. I'm doing, yeah, I'm doing it again, get it. Make it funny, I need a fame, get it. Dân chơi hệ lửa, eat the game, get it. On this day anh đã chạy cả đêm, get it. Nơi này quá nóng cũng tại vì anh. Sắc hoa hoa không gian cũng tại vì anh. Not sign boy, em nhắc đó chính là anh. Khó kiếm đâu ra người khác được như anh. Whoa, không ai có thể lấy đi spotlight đã anh xứng đáng. Sao down to ending, đáp lô cùng anh dũng làm. Không ai có thể lấy đi spotlight đã anh xứng đáng. Sao down to ending, đáp lô cùng anh dũng làm. Muốn gì đi theo anh, em như hoa đẹp theo trong tranh và idol. Anh nghe phong phanh, em muốn có người yêu như anh. Với tim muốn gì đi theo anh, em như hoa đẹp theo trong tranh và idol. Anh nghe phong phanh, em muốn có người yêu như anh. Và anh vẫn ngồi đây, vẫn luôn là chính mình. Điều duy nhất anh mong ở em là sửa được tính tình. Vì anh thương em quá nhiều, vậy nên em thấy khó chịu. Giống như chiếc tivi hư em thật là quá nhiều. Sự tôn trọng trong những cuộc họp liệu em có để ý. Mỗi khi anh đi gặp đối tác nhưng do em mà để phí, khiến cho anh nổi cáu, câu chuyện ta thêm xa. Em giải thích là bởi vì em anh không, na na, không bao giờ chấp nhận. Tình yêu ngày càng xa và mắt anh thì rất cận. Không thể thấy được đường đi, bắt đầu chuyện nghĩ thường suy. Tắt con beat khi đang nghe, xóa lyric anh thường ghi. Biết là đi làm về rất muộn nên anh đã cố tăng ga. Băng qua mọi cuộc chơi chỉ vì đồng lương tăng giá. Cho những ngày tăng ca, tặng cho em những bó hoa khó quên. Vậy nên anh hy vọng em đừng có ghen. Giờ thì em đã biết những gì anh bước qua. Chuyện tình sẽ đi về nơi đâu, ai thấu. Đừng để anh phải câu, chia xa tình yêu bấy lâu. Bớt đi hận ghen, bớt đi hoài nghi, bớt đi u sầu. Đêm thi cuối cùng sẽ chọn ra một quán quân và ba á quân. Mỗi á quân sẽ nhận được số tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng. Quán quân, ngoài việc nhận được 1 tỷ đồng, còn nhận được một MV trị giá 200 triệu đồng do Lep Jam Việt Nam sản xuất và là đại diện Việt Nam tham gia Yo MTV Rap đình đám của châu Á. 12 nhân tố đã xác định quay trở lại đường đua của King of Rap nhờ vào sự yêu thương của khán giả. Hãy chờ xem họ sẽ thể hiện như thế nào trong đêm bán kết.